Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2023 được Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Sở Nội vụ, Trường Chính trị tỉnh khai giảng vào sáng nay, 15 tháng 5. Hơn 100 cán bộ lãnh đạo quản lý tại các huyện, thị, thành phố trong tỉnh đã tham gia lớp bồi dưỡng. Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức năm 2023, trong thời gian 5 ngày, từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 19 tháng 5, đội ngũ cán bộ quản lý cấp huyện được phổ biến các chuyên đề chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, xây dựng chỉnh đốn đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của đảng trong giai đoạn hiện nay, thực hiện chuyển đổi số quốc gia và thực tiễn địa phương, công tác phòng chống tham nhũng, tư duy tầm nhìn của cán bộ lãnh đạo quản lý về phát triển địa phương. Với nhiều nội dung thiết thực bổ ích, lớp học góp phần bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý, xây dựng tư duy tầm nhìn trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý cấp huyện.